À, quý vị thấy thờ tu mau quá à. Thì biết rằng là mình đủ sức để tiếp năng lượng, vì một thờ tu nó quá nhẹ. Và khi tu xong nó quá an lạc và nó còn thèm tu, nên cái năng lượng của khả năng mình hút được năng lượng khi mình lễ Phật. Và có khi mình tu một thời nó quá dài, ban đầu thì nó an lạc, tu một chút nó mệt và nó ngán, nó trong hết giờ. Từ những điểm đó nó làm cho mình bị cuối cùng hao năng lượng đi. Còn tuy là tu ít nhưng mà tu xong khỏe và người nó sảng khoái vô cùng. Nên là có mấy người tới đến thăm Nhân Đức, người ta đi trên đoạn đường, người ta đi tới, người ta mệt ghê lắm. Tới giờ tu Nhân Đức kêu người ta vô, người ta lễ Phật thờ. Khi người ta lễ Phật một thời xong, người ta nói công nhận lễ Phật xong một thời cực kỳ khỏe. Tại vì cái lễ Phật một thời 40 phút thôi. Và khi người ta lễ gần mình, cái tự nhiên người ta trong lòng người ta phải nhiếp tâm ta lễ, nên cái năng lượng tích tụ nó còn cao hơn. Đặc biệt lắm. Vì nhớ rằng là đối với một tịnh độ này nha, mình mà tin vào bổn nguyện của Phật nha quý vị, dù quý vị có gặp sự trở ngại khó khăn gì mà quý vị cứ tin vào bổn nguyện của Phật đi. Rồi vì tu từ từ quý vị chuyển được tâm quý vị, mà cái tâm hờn giận á, cái tâm buồn trách á, vì chuyển được chính quý vị đi, là chuyển được hoàn cảnh bên ngoài. Nhớ kỹ nha, chuyển được chính mình đi là chuyển hoàn cảnh bên ngoài đó. Tại vì cái tâm của mình nó không vừa bụng là nó nhìn hoàn cảnh bên ngoài là xấu. Nhưng khi nó chuyển hoàn cảnh của tâm mình rồi, nó sẽ nhìn bên ngoài không xấu. Và khi nhìn bên ngoài không xấu thì lúc đó mới cảm ơn và thấy thương và tội nghiệp đó. Thí dụ như giờ vì để một cái điện thoại tu Nhân Đức hay một cái tivi nhá, một ngày nào tự nhiên nó gặp thử thách, ông chồng ở đó ông đi làm gì ông bực bội quá, ông lại ông đứng ngay chỗ cái tivi hay cái chiếc điện thoại ông chửi: mày mỗi ngày mày không lo làm ăn gì chân á, mày tu cái thằng đầu chọc này phải không? Ông đứng chửi quá trời chửi luôn, nhớ nghe. Xong quý vị lúc đó quý vị tu với Nhân Đức mỗi ngày vì nghe Nhân Đức nói chuyện quý vị cũng cảm ơn. Lúc đó quý vị nói: ông nói tôi gì nói nghe, ông không được nói, ông thầy tôi nghe chưa? Thấy chưa? Xong đó rồi ông tức, ông lại ông đá cái điện thoại, ông đá cái tivi. Tại vì mình là chồng họ mà bây giờ mình nói họ thì họ lại binh người đàn ông khác đúng không? Bài lỡ đá cái điện thoại, đá cái tivi. Nó cuối cùng lỗi lầm này do ai? Do mình. Mình là người tu mà mình gặp chuyện gì mà mình đi giải quyết gì, thấy không? Nó nếu mình gặp những trường hợp gì thì mình A Di Đà Phật thôi. Mình tránh đi chỗ khác, hoặc là mình tắt, mình lỡ mình tắt đi là nó nguội bớt liền quý vị. Nha, chứ đừng cái mà mình chả treo làm chi, tôi tu mà tôi làm gì hả? Nó mình nói câu gì là mình đã sai rồi đó, trong cái giảng đó nghe quý vị. Rồi mình nói ông nói nghe, ông la tôi la nghe chưa? Ông không được nói thầy nghe chưa? Ông có lỗi gì? Ông chửi ông. Là ông càng chửi thêm nữa. Không? À, cái kiểu đó ông không có tội gì chứ. Mà tội là do tại mình. Thì mình là người tu mà nó không đủ cái sức nhẫn quý vị. À, còn ổng là do gì nghiệp lực nó chiêu cảm với mình, không tính cái lỗi với ổng, tính là tính cái lỗi của mình. Mình là người tu thiếu sự kiên nhẫn, không? Cái này là cái quý vị sẽ gặp thử thách tại gia đình á, đó không phải giỡn đâu. Lúc làm ăn được rồi thôi, mà lúc làm ăn không được, bữa nào làm không có tiền rồi đó, về thấy mình lễ Phật rồi đó, thấy thằng đầu chọc nào lễ với vợ tao, không lỡ chữ te tua chứ không phải giỡn chơi đâu nghe quý vị. Ừ, quý vị có chừng gặp trường hợp á, gặp trở ngại trong bên chuyện giận. Chứ gặp mà tu mà ông chồng chưa cho hay bà vợ chưa cho, ví dụ mà chúng chốn á, nó gặp được là nó chửi cho mà thấy. Chửi lúc đó là đứng ngay cái màn hình, đứng ngay cái camera chửi. Không phải chuyện giận chơi đâu nghe. Mình mà gặp trường hợp đó mình mới thấy lúc đó mình có công phu hay không. Lúc đó mình mới thấy mình có công phu hay không, chứ thường ngày mình tu mình an lạc rồi. Mình nói chuyện mình vui rồi, cái đó thì chưa nói lên gì đâu. Mà công phu niệm Phật là khi trở ngại mới là công phu niệm Phật. Nó công phu niệm Phật là khi ung thư mà công phu niệm Phật. Lúc bị chồng bỏ, vợ bỏ, con hắt hủi, mất tiền bạc, đó mới lúc đó mới gọi là công phu niệm Phật. Tại vì mình lúc bình thường mình phơ phớ thì mình sẽ thích thôi. Nhưng mà lúc mình trở ngại mới tính vào cái chuyện tu.
tính vào cái chuyện cái tâm mình tu cỡ nào. Nhớ nghe, không có giỡn đâu. Đó. Nên nếu như mà mình mà kiên nhẫn nha quý vị, mình cứ tin vào Phật đi, sẽ có sự chuyển hóa. Mà chuyển hóa nội tâm mình sẽ chuyển hóa cảnh bên ngoài. Thật sự mà nói, hai người á, hận thù nhau, nó chỉ ngay cái chỗ là trong đó có một người chưa tha thứ. Nên mình là người tu hành thì phải tha thứ trước đi, từ từ sẽ cảm hóa anh ta. Nên sẽ cảm hóa anh ta. Nhớ nghe, có một cái ông chồng này, ông đi làm suốt vậy đó. Rồi ông để cho bà vợ này ở nhà tu. Bữa đó ông đi làm về thì ông chửi bà, xong bà chửi lại ông. Thì ông nói một câu, tao để cho mày tu đó, giờ mày đi chùa đó tới giờ mày nghe pháp, mà tao thấy mày đừng nên đi nè, vì mày đi không có kết quả gì hết. Cái này tao chỉ thử mày thôi đó, tao thấy mày thất bại. Tao thì không có tu hành gì, thì tao có quyền chửi mày, mày còn mày là người tu hành, mày niệm Phật mỗi ngày, mày nghe pháp mỗi ngày, tao thấy mày nghe pháp mày ngồi mày cười lắm mà. Nay tao chửi mày có mấy câu thôi mày đã cự lại tao rồi, mày đừng đi chùa nữa. Chưa, thấy không? À, nghĩa là khi ông nói câu đó một cái là bà con cảm thấy bị giống như mắc cỡ. Mắc cỡ cũng hay rồi đó quý vị. Mắc cỡ cũng thấy mình lương tâm mình thấy kỳ cục rồi. Sau bà nói lại một câu, nói thôi em xin lỗi anh, từ hôm nay em có gì nữa. Ông trả lời lại một câu vậy là cũng hay lắm rồi đó quý vị. Nghe không? Cái đó cũng là cái mà mình nên nhận thức. Nếu mình gặp sự trở ngại thì mình lỡ có lỗi rồi thì mình xin lỗi đi, mình đừng có bướng quý vị. Trong đây tại nhiều người nữ quá nên những đức nghiêng về nữ nhiều, không phải ép quý vị đâu, mà nghiêng về quý vị nhiều. Yêu nhớ kỹ, người phụ nữ mà bướng quá thì một là bị đánh, còn hai là bị chửi, còn ba thì thôi chồng vậy thôi. Hiểu không? Mà mình thật sự muốn sanh cực lạc thì thôi vị ơi, thôi nè, thôi thằng này nó gặp thằng khác nó mất công mệt lắm, tại vì nó còn nợ nó cũng gặp nữa, mà mình lại mang tiếng mất công, thôi mình trả cho xong luôn, cỡ nào cũng trả, từ khi người ta đuổi mình giết nợ, nghe chưa? Nợ nghĩa là mình giờ mình buông đầu này mình cũng gặp đầu kia, tại vì nợ thế gian còn sớm muộn cũng gặp. Nhớ điều này nghe. Những điều mà những đức nhắc nhở khi mình tu xong này là cái niệm Phật đó. Khi niệm Phật nó mới sanh ra cái tâm cỡ mở gì được. Bởi vì nghe rồi quý vị mới thấy rằng là đó là cái cỡ mở đó, mà giúp cho mình không bị phiền não quý vị. Chứ không phải là hơn thua mà không phiền não đâu. Hơn thua là bất an á, hơn thua là phiền não không có giảng đâu. Chỉ có không hơn thua mới tự tại, không hơn thua mới tự tại. Mà chuyển hóa người ta, mà người ta sợ nhất là mình không hơn thua với người ta. Vì nói với người khác ăn hiếp mình mà mình nhịn, người ta lại đáng sợ mình đó. Nó giống như Lục Tổ Huệ Năng này nói rằng, bão tố cuồng phong nhưng phút chốc thì tiêu tan, nhưng chỉ có dòng sông im điềm mới chảy mãi với thời gian. Thấy không? Sự im điềm nó chảy mãi với thời gian. Nên những đức nói với vị nghe chứ, dũng mãnh chưa đáng sợ bằng một cái tâm kiên định đâu. Thí dụ như có những người tu rất là dũng mãnh tinh tấn, háo hức vô cùng, nhưng không bằng người nhẫn nại. Nên một người có phương hướng nhẫn nại thì thấy họ không phải dũng mãnh, nhưng họ lại kiên trì. Sự kiên trì của nó có thể thắng được cái nhất thời dũng mãnh. Quý vị thấy không? Có những phái đoàn đúng không, háo hức đồ làm ghê lắm, ào 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 đúng không, nó rã nát hết trơn. Đúng không? Chỉ có cái người im điềm nhìn nhận Phật pháp thôi. Người ta đã chọn mục tiêu, người ta đã hướng mục tiêu rồi là người ta không bỏ cuộc. Người đó mới người có thể thành công á. Nên những đức từng nói vì cái pháp môn tịnh độ này, quý vị đi vào là từ ngay chỗ là tan nhà mất mạng cũng phải tin thì mới thành công. Nó quý vị thấy những đức không rớt lớp đớp 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 đớp, những đức dẫn niệm Phật. Mà những đức còn tăng thêm thời gian tu nữa, thấy không? Đâu bỏ đâu. Nó
Quý vị chỉ cần gặp Pháp môn niệm Phật này, quý vị cứ rớt ở chỗ nào thì cũng cứ niệm Phật đi, là vì chỗ đó quý vị trở thành hoa sen à. Rớt nơi nào niệm Phật thì nơi đó mọc hoa sen. Cứ để cho rớt đi, rớt chỗ nào niệm Phật chỗ đấy, hoa sen mọc chỗ đó. À, nên á, mỗi người phải nhận thức được chỗ này thì hay lắm. Dù cho ngày mai có tặng thế, hôm nay sen vẫn gieo trồng. Dù cho ngày mai có như thế nào, hôm nay vẫn niệm Phật. Nó rớt chỗ nào niệm Phật chỗ đó, hoa sen mọc chỗ đó. Mà hoa sen là biểu trưng cho cái mà thanh tịnh, cái kiên nhẫn. Cái kiên nhẫn không phải là con người mình không hận, không thù, không trách, không buồn, mà là nó dính những chỗ đó nhưng nó quay tâm lại được. Hiểu không? Phàm phu mà quý vị, nó dính rồi mình quay tâm lại. Nó giống như hồi sáng Đức nói, con nói cha mẹ mà con có hư cỡ nào cha mẹ có thể tha thứ cho con được. Không chỉ Đức Phật, Đức Phật nhìn vô lượng kiếp luôn. Người làm cha làm mẹ mình chưa phải là bậc đại giác ngộ đâu, nhưng mà còn tha cho con được, không chỉ là Phật là bậc đại giác ngộ. Đức Phật nhìn rõ ràng cái nhân cái quả giữa con người đó, người đó, người đó, người đó gặp nhau như vậy, nó như lề lớp của một tuồng hát vậy đó. Rõ ràng hết trơn, nên Đức Phật nhìn mình là Đức Phật ôn tồn từ bi tha thứ. Vì sao? Vì Đức Phật nhìn rõ ràng chứ ngài. Giữa hai người này gặp nhau phải gì? Giữa hai người này gặp nhau phải gì? Hai người này gặp nhau thương rồi lúc sau này sẽ chửi nhau, quýnh nhau, là rõ ràng về nhân quả. Đức Phật nhìn vô lượng kiếp Đức Phật, nên mình đến gặp Đức Phật là Đức Phật rất ôn tồn, tha thứ. Không sao đâu con, con vẫn có cơ hội, không sao đâu. Đức Phật đều nói như vậy, chứ không phải như phàm phu của mình. Mày là cái thứ tu hành mà gì là mày tiêu rồi, mày đỏ địa ngục rồi, nó làm cho mình hoàn toàn không còn phương hướng đứng lên. Vì mày đỏ địa ngục rồi, bây giờ đứng lên gì nữa bây giờ? Đức Phật thì không bao giờ dùng câu đó. Đức Phật nói, con vẫn còn có cơ hội, nếu con có thể quay đầu. Thấy chưa? Đức Phật đều dùng lời ôn tồn mà cho mình cơ hội. Mình nói rằng con là người rất tội lỗi. Con là người rất tội lỗi. Con là vô não tội lỗi lắm Đức Phật ơi. Đã giết bao nhiêu người, cả cha mẹ con cũng muốn giết luôn. Đức Phật con cũng giết luôn, tội lỗi con rất là nặng. Chắc con đọa địa ngục A Tỳ không có ngày ra. Đức Phật nói không có gì hết con. Con chỉ cần quay đầu lại thôi vô não à, thì con có cơ hội được giải thoát. Nghĩa là Đức Phật dùng cái sự ôn tồn, thương yêu, tha thứ đó, nên Đức Phật độ được ông vô não, là một người dữ dằn nhất. Vì thế cái răng nó có cứng cơ nào đi chăng nữa, nó cũng không tồn tại bằng cái lưỡi. Răng có thể gãy, chúng ta vẫn còn cái nú răng ăn được, sống. Nhưng lưỡi mà đứt thì có gì, chúng ta bỏ mạng liền. Thì cái lưỡi nó mềm mại, nhưng cái lưỡi nó không đơn giản, quý vị. Hiểu không quý vị, công nhận quý vị. Quý vị thấy cái lưỡi mềm mại, nó không đơn giản, nó nghe, nhìn cái răng cứng cỏi nhưng mà dễ gãy á. Nó cắn cái gì cái mẹ, nhìn cứng nhưng mà dễ gãy. Ý muốn nói rằng sống trong cuộc đời này không phải hoàn toàn lúc nào cũng mềm mà thành công, mà không phải lúc nào cũng cứng mà thành công. Có nghĩa là con người phải phù hợp vào hoàn cảnh. Nên mới nói là Phật Pháp muôn biến vạn hóa, quý vị. Nên Hòa Thượng Tịnh Không ngày kể mấy câu chuyện hay, niệm Phật cảm ứng ngày kể hay. Có một cái vị này niệm Phật rất tin Phật, tin vào nhân quả. Khi ông đi khám bệnh, bác sĩ nói ông bị ung thư, có một cái khối u rất to. Khối u to cả trứng gà vậy là bự lắm á. Tôi không ngày giảng nói vậy đó. Khi mà ông quyết định ông niệm Phật luôn, một ngày nọ ông quá đau đớn luôn, ngất xỉu. Thì người nhà ông mới đưa ông vô bệnh viện. Khi đưa ông vô bệnh viện thì ông tỉnh lại, thì ông tiếp tục, ông quyết tâm ông niệm Phật. Ông không muốn mổ, ông không muốn giao kéo mổ vào người, mổ vào cái khối u gì cũng nghĩ. Khối u là những chúng sanh mà ông đã từng tạo nghiệp với người ta. Bây giờ người ta đến ta đòi nợ, ông không muốn mổ. Không muốn mổ thì ông tiếp tục nằm niệm Phật. Thì bắt đầu ông niệm Phật, ông tỉnh, ông niệm Phật, ông nói một câu: tôi đã từng não hại các vị, hôm nay các vị đến để đòi món nợ này, thôi bây giờ chúng ta thương lượng. Nếu các vị cùng với tôi cùng niệm Phật, các vị giúp tôi niệm Phật, đời này tôi quyết chí về thế giới cực lạc. Nếu tôi không về thế giới cực lạc, các vị đã khởi đòi nợ tôi. Nếu các vị có thể giúp cho tôi được sanh về thế giới cực lạc, nhất định tôi sẽ giúp quý vị thoát khổ. Còn nếu như bây giờ giữa chúng ta trở ngại nhau thì không ai có cơ hội đi giúp ai được. Các vị nên suy nghĩ cho kỹ. Tâm ông dũng mãnh tinh tấn, thật sự rất kiên định và quyết tâm cầu sanh cực lạc.
thì cái sự đau đớn của khối u càng ngày càng giảm lại. Và ông đi về nhà, ông tiếp tục niệm Phật. Nửa tháng sau, sức khỏe càng ngày càng tốt. Một tháng sau, lợi khám khối u mất tiêu. Bác sĩ vô cùng kinh ngạc. Đây là đại lão của Thượng Không thì kể rõ ràng. Có 40 người của Thượng Không kể là mang bệnh ung thư, mà hoàn toàn bác sĩ chạy hết luôn trong 40 người bệnh này. Thì 40 người bệnh này được khuyên lên, quý vị bây giờ không còn một cơ hội gì nữa, vì bác sĩ đã chạy rồi. Quý vị chỉ có một cái cơ hội, đó là niệm Phật, quyết tâm toàn tâm toàn ý tin Phật và niệm Phật thôi. Họ nói họ không còn cơ hội gì, họ chỉ có tin Phật, niệm Phật thôi. Cuối cùng họ toàn tâm toàn ý họ niệm Phật thôi. Và Thượng Tịnh Không ngày nói rằng họ niệm trong vòng mấy tháng sau, những người này hoàn toàn khỏe mạnh và trở lại tương đối khỏe bình thường. Đây là những lời Hòa Thượng Không ngày kể niệm Phật cảm ứng. Nên quý vị biết rằng câu Phật hiệu này không đơn giản. Nhưng mà khi mà niệm mà được lợi ích, thật sự là phải có lòng tin với Phật, hoàn toàn tin. Tin đến lúc cuối cùng luôn, quý vị sẽ thấy có kết quả. Còn nếu như tọa mạng đến thì Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn giảng sanh. Còn tọa mạng mà chưa hết là chuyển hóa dù bệnh gì cũng hết bệnh. Phải tin quý vị à. Phải tin đó chứ không phải chuyện giỡn đâu à. Nên người niệm Phật thì đông, mà người mà đặt lòng tin vào chỗ này mà 100% thì ít lắm. Những đứa đó chồng vợ con có nghịch ngợm cỡ nào, có hư hỏng cỡ nào, nếu như quý vị thật sự niệm Phật lễ Phật, đừng nói tới họ, đừng chỉ trích tới họ, đừng đụng chạm tới họ. Họ tu nhiều tu ít, không tu gì chuyện của họ. Vì cứ lo vị đi, bồi dưỡng cái tâm vị đi, chân thật mà bồi dưỡng cái tâm quý vị, 100% quý vị sẽ chờ xem, sẽ có sự chuyển hóa. Quý vị coi câu chuyện nghịch duyên á, chuyển hóa ông chồng khi bả giáng sanh. Đến lúc bả giáng sanh là chuyển hóa ông chồng luôn á. Thấy kinh không? Mà ông giúp bà giáng sanh phẩm vị cao đó. Nên bây giờ chúng ta tu hành quyết tâm về cực lạc, trở ngại gì phải niệm Phật nghe quý vị. Quý vị đang lễ Phật ông chồng phía sau bay. Đó kể câu chuyện nhớ chưa? Nhớ đó kể câu chuyện không? Bà đó đang lễ Phật á, mà cái đoạn mà xá quý vị. Cái đoạn xá. Bà xá xuống gì nè. Ông đi làm về ông tức không biết sao. Ông bay ông đạp vô cái mông bà nhủi đầu. Trời, cái lúc đó nó tức không tưởng tượng được, quý vị. Cái chuyện đó mà không đơn giản đâu quý vị. Nhẵn cái gì chứ, cái lúc đó không dễ nhẵn đâu nghe quý vị. Đang lễ Phật rồi, đang gọi là lễ đang giết tâm. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, cái xong xá xuống á. Phía sau ông bay ông dậm vô cái mông lũi đầu. Ông giờ hỏi quý vị xá nữa. Như những đức mà xá mà ai mà đạp những đức cái bây giờ cũng nhủi. Chị quý vị chơi kiểu đó chứ ác thiệt chứ không phải chuyện giỡn chứ. Thèn không quý vị biết rằng là gì nữa mà ông bay ông đạp một cái nhủi cái đầu. Nhủi vậy nè quý vị. Không kể cổ là mai chứ không phải chuyện giỡn chơi đâu. Thấy không? Vậy mà nghe bà lầm cơm đứng gì tiếp tục bà lễ Phật nữa. Quý vị có coi câu chuyện Lục Tổ Huệ Năng không? Quý vị thấy Lục Tổ Huệ Năng ghi trong Đám Thời Săn chứ. Quýnh Lục Tổ Huệ Năng như cine, quýnh kinh khủng, quýnh đến mức mà cái thằng quýnh nó nhìn ổng chăn chăn một câu đó, nó nhìn ổng nói người gì mà đáng sợ quá, quýnh cỡ nào quýnh không sự trả đũa gì lại hết, tiếp tục đứng lên đi bình thường. Kinh không? Thằng đó phải sợ luôn. Và Lục Tổ Huệ Năng cuối cùng là độ hết trơn tất cả những người trong Đám Thời Săn luôn. Nó ghê không quý vị? Đó. Nên những đức nói quý vị có ngại nè. Vì lễ Phật trong nhà mà đang lễ nó bay nó đạp quý vị đó, chứ không phải chuyện giỡn chơi đâu. Quý vị chờ xem đi. Có ngày có chừng nè. Đang tu đang niệm Phật điệu chung á. Điệu chung thì cô cũng mắt nhắm nhắm lại quý vị. Hiếm hiếp mắt á. Chứ ai mà niệm điệu chung mà quay vòng vòng nhìn tùm lum. Đang niệm địa chung cái tự nhiên ai gì đâu bác ai gì đâu bác ai gì bỏ nó làm không có tiền về, nó đang bực bội gì nó nghe cái gì ai gì đâu nó lỡ nó tán vô mặt một cái sĩ điện lúc đó đó. Lúc đó quý vị mới biết là mình niệm Phật sao đó, không phải chuyện đơn giản nữa. Có chừng đó, có đó chứ không phải không có đâu. Nó lỡ nó tán vô mặt nó đè xuống, nó quýt liêu quýt liệt lúc đó mà quý liệu liệu mà lúc đó bị cho con ai gì đào bắt ai gì đào bắt nó bụng họng lại đó, chứ không phải chuyện dẫn chơi đâu. Nó quýnh vậy đó, nghiệp quan gia mà. Quý vị cứ nghĩ cái thằng này giả tạm đi, để cho nó xử lý luôn đi quý vị.
Nó rồi trong tâm quý vị lúc nó bụm họng là quý vị niệm trong tâm. Nó lúc đó Phật A Di Đà thương quý vị lắm, chắc chắn ngày trước quý vị không bao giờ bỏ quý vị đâu, tại vì con người này đặc biệt quá. Có đó, những điều như Đức nói quý vị chờ xem nè. Khi bị có công phu một chút là có đó. Kiểu mà nó làm có tiền lúc này làm ăn khó khăn. Mà về mà gặp mà nó ngồi A Di Đà Phật ơi. Không có đơn giản đâu quý vị. Cái người mà nó đã phiền não rồi, nó nghe câu Phật hiệu nó tức chứ lắm. Nó nghe câu Phật hiệu nó ghét dữ lắm quý vị ơi. Quý vị không nghe Hòa Thượng không ngày giảng hả? Con người đã thiếu phước thiếu duyên, nghe câu Phật hiệu nhức đầu mệt mỏi. Mà khi mà nó ra làm về không có tiền, nó bực bội sao nó nghe quý vị mà ngồi A Di Đà Phật, A Di Phật, nó giọng vô cái mỏ cái A Di Đà Phật. Chứ không phải chuyện những giờ lúc đó vì không biết công phu làm sao đó. Thấy không? Đó, những điều như Đức nói ra quý vị coi chờ xem. Thế nào vì cũng dính nè. Trong số lượng đông này thế nào cũng gặp mà, chờ xem nè. Không có dễ đâu, đừng có nói mà tôi làm thiện mà tôi niệm Phật mà, làm gì chữ tôi. Quý vị nói là gì là mình sai nữa rồi đó. Nhưng mình niệm Phật nó mới chữ mình, đi coi mình niệm Phật sao. Đâu phải mình niệm Phật cho Phật nghe mà mình niệm Phật cho cái tâm mê mình nghe. Mình lễ Phật cho tâm mê mình nó phát. Niệm Phật cho tâm mê mình nó nghe, lễ Phật cho cái tâm mê mình nó phát. Mà mình chưa phát được cái tâm mê mình thì con người mình cự lại với người ta liền, hơn thua lại với người ta liền. Quý vị biết những Đức hồi xưa chưa tu gì, Đức giữ như con ma vậy. Dữ lắm luôn, hung dữ bạo ngược lắm. Vô chùa tu vẫn còn giữ. Tới bây giờ vì thấy những Đức hiền bớt. Thấy chưa? Hồi đó những Đức nghe chia sẻ Phật Pháp nha, những Đức không nói thẳng tên tuổi ai nhiều, nhưng mà những Đức có tâm chỉ trích á. Nói vẫn có cái tâm ám chỉ á. Quý vị thấy bây giờ những Đức không còn cái tâm ám chỉ luôn. Mắc cái tâm ám chỉ luôn quý vị. Nó sanh cái sự bình an của nội tâm luôn. Nó tu vậy là nó có kết quả rồi đó. Tu càng ngày nó vậy nó có kết quả. Còn nếu như mà mình tu mới vô mình an lạc lắm, tự tại, quá tự tại, không đụng tới ai hết. Sau này đụng tứ tung lang tan là mình thất bại. Hiểu không? Nên những Đức nói thà ban đầu khổ về sau vui, đó là phước báo. Còn hơn là ban đầu vui mà về sau khổ. Có những người mới sinh ra gia đình rất giàu, sống trong cái nôi hạnh phúc, đầy đủ vật chất. Nhưng lớn lên một chút là gia đình tan nhà bại sản, nghèo khổ vô cùng. Đứa con này rất khổ vì từ khi còn nhỏ nó đã được sống trong cái niệm ấm chăn yên, nó chưa nếm cái mùi khổ đau. Khi nó khổ rồi thì nó cực kỳ khổ hơn đứa bé khổ. Nghe không? Nên cuộc đời mình thà ban đầu còn khỏe gì nè, trở ngại trong gai đi, mà từ từ càng sau gì già thì bản thân mình lại được sự bình an của nội tâm. Mà bình an của nội tâm nó không phải là đầy đủ giàu sang vật chất gì, nhưng bình an của nội tâm là cái điều mình chấp nhận á. Cái điều mình chấp nhận là hạnh phúc đó quý vị. Chấp nhận trả nợ thì gì cực lạc là hạnh phúc á nghe. Chứ không phải giỡn đâu nghe mấy chị. Chứ mấy chị mà nói rằng là bây giờ tôi niệm Phật là tôi sẽ được bình an, Phật có che chở cho tôi, không phải. Phật che chở là giúp cho cái tâm mình tinh nhân quả, chứ không phải che chở cái cảnh bên ngoài cho mình. Tại vì cảnh bên ngoài mình đã mang thân tứ đại, vay mượn tứ đại thì phải trả cho tứ đại những cái gì mà đã từng vô ra. Vậy mình phải trả để mà mình đi về cực lạc. Chứ không phải là Đức Phật che chở là không cho mình bị sự trở ngại đâu. Sự trở ngại của đối khác bệnh đau về cái thân tứ đại là ai cũng không tránh khỏi. Nhưng mà che chở cái nội tâm mình phát ra sự tin Phật và tin nhân quả nên được an tâm. Đây là hạnh phúc nhất đó quý vị. Hạnh phúc là mỗi ngày được niệm Phật gì là hạnh phúc rồi đó. Thôi chúc quý vị an lạc nha. A Di Đà Phật. Chúng ta hẹn gặp nhau cực lạc quý vị ơi. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật.